Hi. Xin chào các bạn, hôm nay chúng ta sẽ cùng đọc chuyện Đông Mơ Ngồi. À, và câu chuyện của mình hôm nay là câu chuyện gì đây Khác ở đây nào? Có muốn đọc chuyện cùng các bạn không? Có, quyển 1. Nào, hôm nay chúng ta cũng, hôm nay chúng ta đọc quyển chuyện thứ nhất, quyển 1. Quyển 1 có tựa đề hôm nay tớ sẽ bay. Trong câu chuyện này có những bạn nào, con nhìn vào xem nào. Bạn voi đâu? Bạn cần lận đơn. Bạn voi và bạn lợn nào? Thế bạn lợn đang làm gì nhỉ? Trước khi mình xem, mình nhớ nhìn xem trong quyển chuyện này muốn nói gì nhá. Thì muốn biết thì mình sẽ nhìn xem là bức tranh ở ngoài bìa người ta vẽ gì, có những ai. Thế trong này, thế vội gì thế? Mình vội gì thế nha? Trong này của mình có bạn nào đây con? Lợn. Bạn này bạn lợn này, bạn này bạn gì nữa? Bạn voi. Các bạn lợn là bạn voi làm gì? Mình còn nhìn đằng sau xem có gì nữa không chứ? Và hai bạn này, chắc hai bạn là rất là thân với nhau đúng không con? Đúng rồi, chúng ta sẽ cùng xem xét nhá. Hai bạn này là bạn voi General và bạn lợn Piggy. Ok, hai bạn đang rất là yêu thương nhau đấy. Nào, là Piggy. Thế là bây giờ chúng ta sẽ cùng tìm hiểu xem hai bạn này có chuyện gì nhá. Các bạn nói rằng hôm nay tớ sẽ bay. Ok, xem các bạn này có bay được không nhá. Bạn lợn như là đang bay ấy nhở. Như là đang bay, như là bạn lợn đang bay. Bạn lợn có bay được không nhỉ? Làm nào bạn lợn có thể bay được? Trong bộ chuyện này có rất là nhiều chuyện. Nhưng hôm nay mình sẽ đọc câu chuyện thứ nhất là chuyện hôm nay tớ sẽ bay. Ok. Hôm nay tớ sẽ bay. Bạn nào nói như vậy? Bạn nào? Bạn lợn đúng không? Nào, ok. Vậy mình cùng xem tiếp nha. Hai bạn voi và lợn đang ngồi với nhau này. Và bạn nào bắt đầu nói đi nhỉ? Bạn lợn có ý tưởng này, bạn lợn nói lên này. Hôm nay tớ sẽ bay. Bạn ấy đứng phắt dậy. Và bạn giơ hai tay lên trời, bạn nói rất là rõ ràng. Hôm nay tớ sẽ bay. Bạn voi nhìn thấy mới làm sao đây? Nhìn xem bạn voi làm sao. Bạn voi đang rất là ngạc nhiên đúng không? Không biết là như thế nào, làm thế nào để cho bạn lợn của mình có thể bay được. Voi rất là ngạc nhiên. Không thể nào. Voi nói tiếp. Hôm nay cậu không bay được đâu. Có bay được không nhỉ? Bay được không? Ngày mai cậu cũng không bay được. Tuần sau cậu cũng sẽ không bay được đâu. Cậu sẽ không bao giờ bay được. Đều nhờ. Cậu sẽ không bao giờ bay được. Anh nhờ chứ nhờ. Điều nhỉ? Điều thật đấy, luôn cậu ấy không bao giờ bay được mà bạn cũng quát to lên chứ. Không bao giờ bay được. Bạn lợn khen thấy bạn nói như vậy thì sao nhỉ? Rất là buồn đúng không? Rất là buồn này. Mình cười quá. Nào xem bạn có bay được không nhé. Tớ sẽ thử xem. Lợn vẫn không từ bỏ ý muốn của mình. Tớ sẽ thử xem. Voi thì không biết nói gì hơn, chỉ biết bưng mặt. Không hiểu bạn làm nào để bay được đây. Mẹ. Và lợn bước đi đầy quyết tâm. Tạm biệt cậu. Quyết tâm bay nha. Cậu sẽ không bay được đâu. Voi còn cố nói thêm một câu nữa. Cậu ấy sẽ không bay được. Voi vẫn nghĩ trong đầu mình và lẩm bẩm. Bay. Lợn vừa chạy vừa vẫy tay. Bay 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 lên nào. Voi chạy đi đằng sau nhìn theo đang đầy nghi ngờ này. Bay 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 nào. Lợn vẫn không từ bỏ việc đập cánh. Lấy cái tay của mình làm cánh.
cậu cần được giúp đấy. Voi đứng chắp tay đằng sau và nói với lợn, cậu cần được giúp đấy. Cảm ơn cậu, tớ thực sự cần được giúp đỡ. Lợn vui vẻ, tớ đi kiếm sự trợ giúp đây. Voi đang nhìn và không hiểu là làm thế nào có sự trợ giúp của ai để có thể bay được nhỉ. Lợn vẫn rất là vui vẻ và rất là háo hức tìm cách để bay này. Oh, wow. Bạn lợn chạy đến trước mõm chó và bạn mẹ gù gù gù. Lợn giật nảy mình đây. Gù gù gù. Lợn giật nảy mình này. Bạn voi thì sợ quá đúng không? Gù gù gù. Wow. Thế là bạn lợn nhảy quay lên trên đầu bạn. Lên trên đầu bạn voi. Tớ làm được rồi, tớ đã bay. Cảm ơn cậu đã giúp tớ nhé. Lợn vui vẻ nói với chó. Điều nhá. Bạn chó thì rất là ngạc nhiên, tại sao bạn lợn có thể treo lên đầu bạn voi nhanh như thế. Wow. Cậu có bay đâu. Voi nhờ voi ngạc nhiên này. Voi nhắc nhở này, tớ không bay á. Lợn vẫn còn ngồi ở trên đầu voi và hỏi, cậu chỉ nhảy thôi đúng không? Cậu chỉ nhảy thôi. Tớ chỉ nhảy à? Lợn cũng đang phân vân. Một cú nhảy siêu đấy chứ. Lợn nhảy xuống. Lúc này lợn mới nhảy từ trên đầu voi xuống đất và hỏi, một cú nhảy siêu đấy chứ. Đúng, một cú nhảy rất siêu, nhưng cậu không hề bay. Tớ sẽ thử lại. Lợn vẫn rất quyết tâm làm theo cái bài mong ước của mình. Còn tớ sẽ đi ăn trưa. Tạm biệt nhé. Tạm biệt, tạm biệt. Lợn vẫn tiếp tục luyện tập bay 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 lên. Ôi ôi, cậu cần được giúp đấy. Bạn chim hỏi. Bạn chim mới nói với lợn, tớ rất cần được giúp đỡ. Lợn trả lời, buồn cười nhỉ. Ôi gãi tai, gãi đầu gãi tai. Tớ, cậu sẽ giúp tớ chứ? Lợn hỏi chim. Được, tớ sẽ giúp cậu. Nghe thấy được giúp thế là lợn rất là mừng. Lợn cười ngoác lên tận mang tai. Điều nhỉ. Cảm ơn cậu. Lợn không quên nói với chim lời cảm ơn. Đây là lời cảm ơn của bạn lợn với bạn chim này đấy. Thì khi có người nhận lời giúp con có cảm ơn không? Cái đuôi. Con có thấy rằng con nên cảm ơn không? Có, đúng không? Nào, thế ngồi xuống nào. Cậu đâu rồi? Đây. Chào cậu. Lợn đận trên trời này. Cậu đang bay kìa. Voi rất là ngạc nhiên. Hôm nay cậu đang bay. Ngồi xuống con. Thôi nhé, mẹ không đọc chuyện đấy nhé. Được. Bạn mình có thể bay kìa. Cậu ấy có thể bay. Không phải là tớ đang bay đâu. Lợn trả lời. Không phải là cậu đang bay ư? Voi ngạc nhiên lắm ấy. Tớ đang được giúp thôi. Hóa ra bạn chim giúp bạn lợn bay này. Cảm ơn cậu đã giúp tớ. Voi ngạc nhiên quá. Voi đứng và vô cùng ngạc nhiên. Lợn thì vô cùng sung sướng và nói lời cảm ơn tới bạn chim. Cảm ơn cậu đã giúp tớ. Vậy thì
con được người khác giúp thì con sẽ làm gì? Con sẽ nói gì? Đi đây là... Con có giống bạn lợn không? Con nói lời cảm ơn không? Có, mình là người giúp mà. À, bạn ngửa cổ lên đấy à? À. Đây. Bạn voi ngửa cổ lên à? Đây, đây á. Đúng không? Không, đây. Ngửa cổ à, bạn ấy ngửa cổ lên á. Ngửa cổ lên nhìn á. À, đây à? Dạ. À, không phải á. Đâu? Dạ. Thế đâu? Đây á. Không phải. Ở thì đâu? Ở thì con chưa đọc hết mà. Để mình đọc xong hết đây nha. Được không? Mình đang đọc mà. Mình đang đọc live stream đấy nhá. Các bạn còn đang muốn để xem là nội dung sẽ như thế nào nữa đấy nhá. Thế xong mình sẽ tìm lại sau con. Được chưa? Các bạn đang chờ đấy. Nào. Sau khi nói lời cảm ơn này. Cảm ơn cậu đã giúp tớ. Bạn lợn rất là lịch sự. Và đã không quên cảm ơn người đã giúp mình. Mình cũng thế nha. Mình sẽ giúp. Mình sẽ cảm ơn khi được người khác giúp nhá. Voi thì ngạc nhiên vô cùng, cứ đứng trợn tròn hết cả mắt lên. Nào cho con ngồi lại nào. À, lợn thì vui sướng vô cùng này. Ngày mai tớ sẽ bay. Voi cũng rất muốn bay. Và voi bảo ngày mai tớ sẽ bay. Lợn ngạc nhiên lắm, không hiểu làm sao voi bay được. Nhưng lợn vẫn chúc cậu may mắn. Ờ, vậy là hết câu chuyện rồi. Voi có bay được không nhỉ? Ừ. Thế tóm lại con thấy rằng voi có bay được không? Có. Bạn nào giúp voi bay nhỉ? Bạn lợn. Bạn lợn sẽ giúp bạn voi bay thế nào? Ngồi xuống trong khi bạn lợn có bay được không? Bạn lợn thì được ai giúp? Ôi, con ngồi xuống nào. Vịt giúp. À, bạn vịt giúp. Thế thì bạn voi sẽ ai sẽ giúp bạn voi bay nhỉ? Bạn nào sẽ giúp bạn voi bay nhỉ? Trong khi để giúp bạn bạn lợn thì bạn vịt giúp. Thế còn bạn là voi thì bạn nào có thể giúp được bạn voi bay? Bạn voi không bay được. Ờ, thế làm thế nào để bạn voi bay được nhỉ? Theo con, bạn voi có cách nào để bay được không? Anh ơi. Làm thế nào để bạn voi bay được nhỉ? Cái chim. À, thế bạn chim này có giúp bạn voi bay không? Có. Ờ, thì bạn chim này có đủ để kéo bạn voi lên không? Có. Có à, bạn chim này to thế à? Mày thấy bạn chim này bé xíu á. Bé nè. Bé như cái chân bé của bạn voi thôi ấy. Ơi. Nè cơm cái tay nha. Thế thì làm nào để bạn voi, mẹ đang không hiểu rằng bạn voi sẽ nhờ ai để bay được đây? Nhờ ai nhỉ? Đố con biết đấy. Con có biết là nhờ chim. Bạn nào không? Nhờ bạn chim thì phải nhờ một bạn có được không? Nếu nhờ chim thì nhờ một bạn có thể giúp voi bay được không? Một bạn chim. Một bạn chim có giúp một bạn voi bay được không? Có. Một bạn chim to hay bạn voi to? Bạn chim to hay bạn voi to? Chim nhỏ. À, bạn chim nhỏ. Thì bạn chim nhỏ có kéo được bạn voi to không? Có không? Có. À, cả hai. Cả một con chim nhỏ và một con chim to biết kéo được. À, một con chim nhỏ, một con chim to đúng không? Thế thì bạn chim này sẽ phải làm sao? Đi tìm thêm bạn của mình, đúng không? Thế nhưng mà hai bạn có kéo được không? Có. Mẹ hy vọng là hai bạn kéo được nhá. Thì ba bạn đã biết kéo được. Chúc bạn voi sẽ đạt được ước mơ của mình là bay lên.